Chuyến xe đi xuyên màn đêm và bây giờ thì mình cũng đã tới nơi rồi. Đây là một cái nhà nghỉ mà mình sẽ nghỉ tạm đêm nay. Đêm nay mình sẽ làm một cái video review 24 giờ ngủ tại cái nhà nghỉ này nha các bạn. Hiện tại mình đang đi công tác xa và trời cũng đã tối rồi, bắt buộc mình phải dừng xe lại vào cái nhà nghỉ này nghỉ ngơi chứ ai mà chạy xe xuyên đêm nổi các bạn. Và tại sao mình lại quay video review là tại vì mình nghe nói á, những cái nhà nghỉ hoặc là những khách sạn á vào ban đêm nó sẽ rất là đáng sợ. Các bạn sẽ nghe được tiếng thì thầm nè, hoặc các bạn sẽ nghe được tiếng gõ cửa nè. Còn đáng sợ hơn nữa là các bạn sẽ nghe được cái tiếng mở nước trong toilet. Nhưng mà các bạn chỉ có ở một mình thôi, thì tại sao các bạn nghe được những cái âm thanh đó? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm video review và khám phá nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ vô lễ tân để mình gọi là check-in các bạn, à, nhận phòng nha. Rồi bây giờ thì vô mở cửa ra thôi. Ok. Hello ông chủ. À, nói chuyện với nhân viên tiếp tân. À, cái này nhân viên thôi chứ không phải là ông chủ. Xin chào, chào mừng các bạn đã tới với gọi là nhà nghỉ của chúng tôi. Nhà nghỉ của chúng tôi gọi là best khu vực này luôn. À, yeah, tôi đã đặt chỗ trước rồi. Thì mình đi công tác rồi các bạn, mình phải xem cái chỗ mà mình đi tới nó như thế nào và xung quanh nó có những cái gọi là khách sạn hoặc là cái nhà nghỉ không nha. Được rồi, đây là chìa khóa của bạn. Bạn có thể gọi là đi vào trong và nghỉ ngơi. Rồi, đây là phòng số 6 à. Ok. Rồi ra ngoài đóng cửa lại. À, ở đây thì nó sẽ có một cái sân chơi nha. Nếu như mà ai mà đi du lịch mà hoặc là đi công tác mà có con cái theo á thì cho nó ra đây nó chơi. Rồi nhận hành lý của bạn và bây giờ chúng ta sẽ đi lên phòng. Đây hành lý của mình đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi nhận phòng nha. Phòng của mình là số 4 à. Ui, phòng rất là sạch sẽ nha các bạn. Số 5 nè. Có cửa sổ nhìn ra luôn. Phòng số 6 là của mình nằm ngay dưới cầu thang luôn. Trời. Thường thường những cái phòng mà nằm ngay dưới cầu thang rất là đáng sợ nha các bạn. Ghê lắm. Rồi ok, mở cửa chìa khóa ra. Rồi mở cửa ra nè. Đấy. Wow. Coi bộ đây là một cái phòng rất là đẹp nha. Ui cái mặt nạ gì đây vậy? Siêu gì? Siêu nhảy chăm sóc mọi người. Đặt hành lý của bạn lên giường. Ok. Đặt hành lý lên giường thôi. Ủa đặt lên chưa? Đây, đặt hành lý lên giường này các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ khám phá xem coi là ý sao lại có những cái tấm gỗ đây. Wow, chắc là đêm nay sẽ rất là lạnh đây. Bây giờ mình sẽ bật lò sưởi lên. Lò sưởi đâu trời? Đây đóng cửa lại cái nè. Đây lò sưởi đây nè các bạn. À, mình chưa bao giờ sử dụng lò sưởi luôn tại vì chỗ của mình nó lúc nào nó cũng nóng các bạn ơi, ít khi mà lạnh lắm nên không cần. Rồi bây giờ tốt hơn nhiều đó. Chắc có lẽ bây giờ mình sẽ đặt pizza để mình ăn. Đây có điện thoại sẵn luôn. Mình sẽ gọi pizza. Từ từ đã. Để người ta đang đợi nghe máy các bạn. À có người nghe máy rồi. Hello hello hello. Chúng tôi muốn đặt gọi là 3 bánh pizza. Ui, mình ăn nhiều vậy ta. Mình muốn đặt 3 bánh pizza. Rồi bạn có chắc chứ? Rồi bạn sẽ được thanh toán bằng thẻ. Bạn muốn thanh toán bằng thẻ hay là tiền mặt? À tôi thanh toán tiền mặt luôn. Đó là người ta ship đồ tới rồi mình sẽ trả tiền cho người ta luôn các bạn. Rồi xong nữa đây. Được rồi. À rồi vui lòng chuẩn bị tiền trước khi chúng tôi đến. À được rồi. Chứ tất nhiên là mình sẽ phải chuẩn bị tiền rồi. Khi người ta tới là mình chỉ cần đưa tiền người ta thôi và lấy bánh thôi. Chuẩn bị tiền nè các bạn. Đấy, đây tiền sẵn sàng luôn nè. Đây chắc có lẽ bây giờ mình sẽ ngồi ở ghế này mình chill một tí. Rồi khi mà người giao pizza tới thì mình sẽ ăn lấy pizza nha. Ô. Oh. Gì vậy? Hey, who are you? Bạn là ai? Đây là phòng của tôi mà. Ủa ai đây? Khoan đã Hương ngài. Tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó. Đây là phòng số 6. Nhìn kỹ lại đi fan, số 6. Hình như là tôi nhìn lộn đó, sorry nha. Tôi ở phòng khác, không phải phòng này, tôi ở phòng số 9. Số 6 mà nhìn ra số 9 các bạn. Ông này chắc ổng say rồi. Chắc chắn luôn. Rồi đóng cửa lại làm hết hồn, tự nhiên mở cửa ra làm hết hồn anh trai. Rồi ok, rồi chiều tí nữa đi. Thôi chắc là vừa ngồi chiêu chiêu coi tivi. Mà sao cái tivi này nó bị làm sao mà nó cứ hộp không vậy ta. Thầy thật là đáng sợ khi mà người đàn ông đó mở cửa trực tiếp. Ờ mà khoan, cửa mình không khóa hả ta. Khóa cửa lại cái đó. Rồi khóa cửa lại cái đó. Thật sự luôn á, một người gọi là bị bệnh tim như mình thì không thể nào mà chịu nổi những cái gọi là hết hồn gì được. Sao lâu quá chưa thấy pizza tới nữa ta. Lâu thế nhờ. Đi có xe tới nè. Xe giao pizza hay là xe taxi. À, nhân viên pizza, ok. Mở cửa, ôi mà khoan, ông này không được nha. Ông vô mở cửa liền luôn. Tôi là người giao pizza, đây là bánh pizza của bạn. Đâu, bánh pizza đâu. Thank you very much. Đây là khoản tiền mà tôi muốn gọi là trả cho bạn. Đây, tiền này. Rồi, thank you, chúc bạn ngủ ngon. Chúc ăn ngon miệng chứ chúc ngủ ngon gì. Đặt pizza mà kêu chúc ngủ ngon. Bye bye nha. Anh nhân viên này chắc tôi chấm cho gọi là 3 sao là cùng. Thứ nhất là vô gõ không gõ cửa mà tự mở cửa. Thứ hai là chúc không chúc ngon miệng mà chúc ngủ ngon, bó tay luôn. Đóng cửa lại, đây pizza đã có sẵn rồi nha các bạn ơi. Rồi ok, cũng tự hỏi là nơi này có sạch sẽ như thế nào, mình cần phải kiểm tra thôi. Tao kiểm tra giường coi nó sạch sẽ. Ui,
Giáng, trời ơi, phải khiếu nại thôi mới được, phải khiếu nại thôi. Thôi không được rồi, từ từ để mình xử lý với con Giáng này thôi. Bây giờ mình đi đến gọi là quầy lễ tân khiếu nại thôi các bạn. Không thể tin tưởng được luôn, Giáng, nhìn phòng sạch lắm mà, tức quá mà. Ông này ông cho gọi là ông chơi mình rồi, ông cho mình cái phòng dơ các bạn, nhìn ở ngoài rất là sạch nhưng mà lên giường thì Giáng không, tức quá. Vô nói chuyện với ông này coi, cày quá. Tôi yêu cầu mình xịt mũi, à không, yêu cầu đổi phòng cho tôi luôn. Được chứ, phòng này có dán, đổi phòng cho tôi ngay lập tức. Nhanh lên. Đấy, bây giờ sao đây để ông nói chuyện như thế nào đây. Quý khách có thể sử dụng bình xịt này để có thể gọi là đánh bại, tiêu diệt mấy con dán đó. Tôi xin lỗi vì gọi là sai suốt này. Đây là gọi là lần đầu tiên cũng lần cuối không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Rồi được rồi, bỏ qua cho người ta đi các bạn ơi. Nhiều khi người ta cũng chỉ là nhân viên thôi, người ta không có quyền quyết định. Rồi được rồi, lần này tôi tha đó, lần sau là tôi gọi là cho một sao nha. Rồi lần này bỏ qua đi các bạn ơi. Bây giờ mình lên mình lấy bình xịt này nè, mình xịt mấy con dán này, cay quá mà không có chấp nhận được. Ơi mà mấy phòng này có ai không ta? Bây giờ mình lên lầu mình xem coi mấy cái phòng này có người không. Ê, sao cái phòng này bị khóa rồi, bị dán luôn này, bị niêm phong luôn rồi. Ê, phòng này ngã đồ tùm lum nè, chắc phòng này đang sửa đồ. What, cái phòng này sao lạnh như vậy, đóng băng luôn nè. Phòng số 11, phòng số 10 sao? Phòng số 10 bình thường nè, 9 bình thường nè, phòng số 8 bình thường luôn, phòng số 7 quá là bình thường luôn. Chỉ có mấy cái phòng ở trên phòng mình đó là nó cảm giác nó hơi ghê nha các bạn. Rồi được rồi, bây giờ mình lấy bình xịt này mình đi gọi là vô xịt dán thôi, chứ phòng mình dơ quá. Thật sự mình ghét mới xài mấy cái bình xịt lắm, dơ lắm bạn à. Rồi, xịt mấy dán nào. Ok, ngon lành. Ui nhưng mà cái phòng này nó nghe mùi quá. Mở cửa sổ được không? Chỉ mở cái cửa này thôi à. Hy vọng là những con dán này nó sẽ không gọi xuất hiện nữa. Rồi ok, bây giờ mình vô toilet được không ta? Tự nhiên thấy hơi đau bụng mà nha, vô không được rồi. Bây giờ làm gì tiếp theo đây, đêm nay khá là chán. Bây giờ mới có 8 giờ mấy à. Ai đó mở nhạc các bạn, đang giờ này 8 giờ mấy tối rồi mà đang ngủ ngon mà kỳ tình. Cái gì đây, phòng nào đây, phòng số 11 hả? Ê mà phòng này đóng băng nhìn ghê quá. Gõ cửa coi. Hello anh trai. Bạn muốn gì vậy? Anh có thể gọi là mở nhỏ nhạc lại một tí được không anh trai? Hoặc là anh tắt luôn cũng được nữa. Ồn quá tôi chịu không được, anh này sớm à. Sự luôn các bạn ơi, mình rất là ghét cái kiểu mà gọi là mở nhạc sùm nha. Chắc có lẽ mình lên giường mình nghỉ ngơi một tí thôi. Đúng rồi, nãy giờ mình lên mở tivi rồi mình coi chứ. Xem cái tivi có gì. What? Ghê chá kìa. Cái này toàn những cái meme không à các bạn ơi, những cái meme hài hước. Thôi coi tivi vậy thì. Oh my god, sao điện tắt vậy? What the hell? Sao điện tắt rồi? Oh no. Chắc phải ra ngoài gọi là hả để tặng báo cho nó người ta biết là chỗ này cúp điện rồi. Không ổn rồi các bạn ơi, đang ngồi tự nhiên cúp điện. Ôi vậy tính ra cái phòng kia nhìn nó tưởng là lạnh, thật ra có người sống ở trong đó nha các bạn. Mình tưởng đâu là cái phòng đó là bỏ trống chứ. Thông báo nhân viên là lễ tân bị mắc điện rồi. Anh ơi, phòng của em bị mắc điện rồi, anh có thể giải quyết giùm em được không? Chào, tôi có thể giúp gì? Thì em nói rồi đó, là phòng của em nó bị cúp điện. Bây giờ anh làm sao để khởi động điện lên đi? Để tôi thử xem như thế nào, bạn cứ yên tâm. Để xem coi ông này ông làm cái gì các bạn. Ông sẽ khởi động điện lên hay là ông làm gì đây? Come on. À đây, các bạn có thể đấy là 1. Mắt số 2, phòng số 2 có người nè. 3, 4, 5, phòng số 6 có người nè các bạn. 7, 8, 9, 10, 11, 12 là phòng 6 của mình nè. Rồi. Tôi đã sửa xong rồi đó, xin lỗi bạn về cái sự cố này nha. Nói chung là đừng có nói cho quản lý là được rồi. Thôi được rồi, không sao đâu. Chuyện này không ai muốn đâu, tự nhiên nó cúp điện đó mà. Nên là thôi, cảm ơn anh lễ tân nhiều nha. Bây giờ mình đi phòng đây các bạn. Ok, về phòng mình thôi. Trời ơi, đêm nay chắc mình cũng khá là khó ngủ đây. Tại vì lạ chỗ á, mà đi công tác mà không ngủ đủ giấc thì sáng mai đến chỗ mà đi họp sao trời. Bó tay luôn. Thôi, đi vô đây. Chắc là ủa gì? What? Vô toilet à? Sao tự nhiên mình đi vô đây? Quản lý nhà trọ hả? Ông này ông nói gì vậy? Tôi xin lỗi vì những vấn đề xảy ra trong phòng của bạn. Bạn có thể nghỉ miễn phí và... What? Được luôn. Được, đêm nay được nghỉ miễn phí free fine. Quá đã. Cảm ơn ông chủ nhiều nha. Cảm ơn quản lý nha. Hẹn gặp lại. Ôi đập đầu người quản lý tốt thiệt chứ. Xảy ra có vài chuyện thôi mà tự nhiên được free file luôn. Ổng đi đâu vậy trời? Ổng đi đâu vậy? Chắc là ổng quay lại về chỗ lễ tân các bạn à. Hồi đó mình đi toilet.
mà tự nhiên mình nghe tiếng gõ cửa bạn à. Mà toilet mình mở không được chứ, kỳ ta, lỡ đau bụng quá sao trời. Ok, bây giờ làm gì tiếp theo đây? Chắc là lên giường ngủ à. Thôi, chán lắm, muốn ngủ lắm bạn ơi, nhưng mà không được đâu. Ngủ làm gì, chán lắm các bạn à. Để mình đi vòng vòng mình xem coi mình nên làm gì tiếp theo đây. Chắc là mình sẽ review cho các bạn. Ừ ha, đúng rồi, quên nhiệm vụ review luôn, nãy giờ nhiều thứ quá. Rồi, ơi có tiếng điện thoại các bạn ơi. Đây, các bạn có thể thấy là trong cái chỗ mà mình ở á, nó sẽ gọi là có phòng số 1 đến phòng số 12 nha. Thì phòng số 12 hiện tại là đang bị khóa, mình không biết chuyện gì và mình ở đây đã gọi là được nửa tiếng đồng hồ rồi. Và xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như là dán nè các bạn, dán ở trong phòng mình, hoặc là đang gọi là đang ngủ á, thì đang coi tivi thì cúp điện, rồi bị làm hàng xóm làm phiền nữa các bạn. Rồi bây giờ mình có điện thoại nha, bây giờ mình vô mình nghe gọi điện thoại như thế nào đây. Ok, cuộc điện thoại từ nhân viên tiếp tân. Xin chào, bạn có phải là người ở phòng số 6 không? Sao nữa? Có ai đó trong nhà bếp muốn gặp gỡ bạn. Ồ, đầu bếp à? Đầu bếp muốn gặp mình à? Mà mình đâu có quan trọng lắm đâu mà người ta gặp mình làm gì? Đâu để vô xem coi như thế nào. Đây, mình sẽ đi tới quầy lễ tân nha. Wow, nói chung là cái khu này mình thấy là cũng tạm thôi các bạn, chứ không phải là gọi là, thật ra mình không có nhiều tiền để mình ở cái khu gọi là xịn nên mà chỉ ở khu bình thường thôi. Đây, hello. Bây giờ đi vô nhà bếp à? Ok, để tôi vô trong nhà bếp. Oh, what? Con gì? Hết hồn à? Con đó con gì á? Rồi sao đi nữa? Con gì đây? Cái này cái bẫy à? Không phải, cái này là cái... Ủa mà cái bẫy. Điều tra tờ giấy. Ủa đâu bếp đâu? Sao tiện kêu tôi vô đây xong rồi sao đây? Tờ giấy nào? Trời, ghi chú bí ẩn gặp tôi ở phòng số 1. Ôi, tự nhiên ông đầu bếp rủ mình gọi là hẹn mình vô phòng số 1 làm gì trời? Ê, đừng nha, tôi không phải là bán xà bông đâu nha, đừng có mà dụ tôi. Có nên tới các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ review tiếp. Mình đang gọi là đang nghỉ ngơi thì có cuộc điện thoại kêu tới phòng số 1 mà ông đầu bếp là đàn ông, mà tôi cũng đàn ông mà hẹn vô phòng số 1 làm gì. Đâu để tới mở cửa, gõ cửa coi. Oh, hello. Lắng nghe hàng xóm đáng ngờ. Ai đáng ngờ? Người hàng xóm motel đáng ngờ. Ủa là ông này hả? Ủa, vậy là ông này là đầu bếp hay là hàng xóm? Tôi biết bạn sẽ đến, bạn là người duy nhất lắng nghe tôi. Vậy là ông này muốn nói chuyện, nhưng mà ông chỉ nói chuyện với mình thôi. Bạn biết đấy, chuyện gì có một cái gì đó bất thường ở nơi này. Tôi đã nghe tin đồn rằng có rất là nhiều người đã bị tiêu diệt ở đây. Hả? Tôi khuyên bạn nên rời khỏi nơi này trong khi bạn vẫn có thể. Trời, giờ sao ta? Tự nhiên ông tới mạng mình, ông nói gì trời? Wow, thật sự thành thật mà nói là anh chàng này có gì đó một chút điên rồ. Ơi có người nè, chắc ông ta bị điên rồi ông ta mới nói vậy, chứ mình thấy ở đây có bình thường mà có gì đâu. Hả? Cái gì vậy? Cái gì đây các bạn? Oh what, nếu nhìn kỹ á, các bạn sẽ thấy là cái người này đang đội cái nồi vô cái cổ của họ. Và trên đây là có một cái gương mặt. Nhìn ghê thiệt. Nói chuyện với danh nhân. Danh nhân nào mà hình dạng kỳ lạ vậy? Đâu đi lại nói chuyện coi, chắc người ta đang cosplay á. Hello. Ngoài từ đứng xa xa rồi chắc. Xin lỗi nhưng mà tôi thấy ông rất là đáng ngờ nên tôi phải đứng xa nói chuyện. Bạn đang gặp rắc rối gì trong nhà trọ của bạn đó? Vậy là cái ông danh nhân này, ông cũng xác nhận là ông ở cái chỗ gọi là nhà nghỉ này. Ông cũng gặp một chuyện gì đó các bạn. Thì thật ra người ta mình gọi là nhà nghỉ thôi, chứ bình thường người ta cũng gọi là nhà trọ hay là cái gì cũng được các bạn. Đổi cái gì cũng được hết á. Vấn đề mà tôi phải đối mặt là một nhân viên gì đó bạn. Bạn có cần giúp đỡ không? Nhìn ông ghê quá à. Giúp ông không biết ông có làm gì mình không nữa. Không cần đâu. Tôi gọi là tôi đứng ở đây đợi tí, sau đó tôi sẽ lên phòng của tôi. Ông đợi thợ sửa ống nước tới giúp ổng. Vậy là không hiểu sao luôn các bạn. Tự nhiên cái bị cái nồi dính vô vậy nè mà kêu thợ sửa ống nước tới sửa gì không biết. Thôi chúc mà gọi là ông gặp được nhiều may mắn. Sau khi nói chuyện với người doanh nhân xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ quay trở về gọi là phòng của mình. Đây, không biết có gì bất thường không nữa. Nãy đi quên khóa cửa. Rồi đóng cửa lại cho chắc đi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào trong toilet. Mà sao toilet này đóng cửa ta? Giờ mất tèo quá giờ sao? Các bạn nghe tiếng gì không? Các bạn nghe tiếng xả nước không? Mình nói có đúng không? Âm thanh đó bây giờ là gì vậy? Ai biết?
giờ á là mình nghe tiếng xả nước ở trong toilet, mà trong khi nhà vệ sinh nãy giờ mình chưa vô được đó, thấy chưa? Ở trong mấy cái chỗ gọi là khách sạn hoặc nhà nghỉ một mình đáng sợ lắm. Điều tra nhà vệ sinh. Ok, mở cửa ra nha, sẵn sàng chưa? 1 2 mở. Trời ơi, nó bị rỉ nước. Oh my god, hôm nay mình gặp cái gì không nhở trời. Cái phòng này nó bị làm sao á, nào là dán, nào là cúp điện, bây giờ bị rỉ nước nữa chứ. Bây giờ mình sẽ dừng cái chỗ nào rỉ đây, tìm gọi là khăn tắm. Khăn tắm đây, khăn tắm và băng keo đây nè, có nè. Ok, tìm cái này gọi là mình sẽ gọi là dán vô được nha. Bây giờ mình sẽ fit cái này cái đã. Ok rồi, ok đó, sạch sẽ đó. Có ai không ta? Toilet này có ai đâu, vậy mà làm hết hồn tưởng có người chứ. Rồi chúng ta nên làm gì đây? Hy vọng nó sẽ không gặp vấn đề gì nữa nha. Tôi muốn chỉ gọi là yên ổn thôi. Cuối cùng thì bây giờ mình cũng gọi là có thể được chill chill trong cái phòng của mình rồi. Bây giờ chắc mình sẽ mở tivi lên coi tiếp quá. Ok, lên tivi họ xem tiếp. Trời ơi, lại mấy cái meme nữa các bạn ơi, mấy cái meme đó. Ok. Ôi, mình nghe cái tiếng gì các bạn ơi? Mình nghe cái tiếng gì là cạch lạch cạch. Oh what? Civil danger warning. Cái gì? Khẳng gì cái này gọi là giống như kiểu thông báo gọi là nguy hiểm à? What? Nghe tiếng giống như siren hit vậy trời. Cái đó là gì vậy? Ai biết đâu. Tự nhiên TV nó mình xuất hiện là gì đấy. Đâu để mình ra ngoài coi. Oh man, cửa khóa rồi không ra ngoài được. Wow, nó có thể là một trò hề của hàng xóm. Chúng ta nên gọi là đi ngủ thôi, không nên ở đây nữa. Ngủ nha các bạn. Chuyện gì vậy? Ai la vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi nghe tiếng la. What? Các bạn nghe không? Đó là cái gì vậy? Toilet là trong toilet đúng không? Không phải toilet mình làm gì có người. Nhưng mà mình nghe tiếng la. Chắc chắn là có tiếng la ở đâu ngoài đây à? Có tiếng xe cảnh sát. Mở cửa. Hãy cố gắng gọi là hiểu những gì đang xảy ra. Ok ok, lên giường nằm. Có tiếng cảnh sát, nhưng mà nếu mà có chuyện gì xảy ra, cảnh sát sẽ điều tra và người ta sẽ nghi ngờ mình nếu như mình tới gần hiện trường nha. Mình không muốn điều đó xảy ra đâu. Oh my god, cảnh sát tới kìa. Oh my god, giả bộ ngủ. Cái gì mà ồn ào vậy? Ủa gì vậy? Ở khoan, ông kêu mình đứng yên. Đứng yên vậy đó. Có ở nơi này đang có tiếng ồn gì vậy? Ờ khoan, để tôi nói chuyện cái đã. Tôi chào sếp. Tôi không biết gì hết nha, tôi đang ngủ, tôi nghe tiếng la thôi chứ tôi biết, không, tôi không nghe tiếng gì hết nha. Ok, được rồi, bây giờ thì đi theo tôi. Làm gì đi theo trời. Ok, man. Ai làm gì đâu. Theo ông làm gì ta? Ông này cảnh sát các bạn à, không đùa được đâu. Ây da, ông đi đâu vậy? Tới phòng số 1 à. Oh, what? Điều tra khu... Ui! Ông tự mở... Oh my god! Cái ông ở phòng số 1, ông bị làm sao vậy? Ông ấy ngỡm rồi. Chúng ta sẽ làm gì, cảnh sát? Khoan. Quay trở về phòng của bạn và ở yên ở đó. Tôi sẽ gọi điện cho gọi là thêm gọi là những trợ lý, những người bạn tới, hay là những đồng nghiệp tới. Vậy là bây giờ mình phải quay trở về phòng của mình rồi. Vậy là có xảy ra gọi là gì rồi các bạn ơi, ghê quá. Cảnh sát đi rồi. Tiếng xe cảnh sát. À không, tiếng này là đi hay là tới ta? Bây giờ mới chưa 9 giờ nữa các bạn. Ở yên trong phòng của bạn. Ok, mình sẽ ở yên trong đây, không ra ngoài đâu, ngu gì ra. Lỡ có gì sao? Ui, hết hồn man. Cái gì vậy? Tôi gì đây? À, ông này là cái ông hồi nãy gặp mình rồi. Ông này là khách ở trong gọi là cái nhà nghỉ này. Chúng ta gặp nhau trước đó, bạn có nhớ không? Ồ, ông hỏi mình về cái vụ án hồi nãy. Ồ, tôi sợ lắm. Ui, sợ cái gì, tôi cũng sợ vậy. Nhưng mà ông về phòng ông đi. Tôi về phòng, tôi ở phòng tôi. Được chưa? Đừng cứ để nó gây thêm rắc rối gì nữa đó. Đi về phòng đi, ở đây không an toàn đâu. Sợ lắm. Đi đi. Cái gì? Ê, sao vô phòng Batman? Ê, gì? Cho tôi ở chung với ông được không, chứ tôi sợ quá à. Tôi nhìn ra cửa sổ phòng tôi sợ lắm, hình như có ai đang lẩn trốn ngoài đó đó. Thôi rồi, vô đây cũng được, nhưng mà đừng có quậy phá gì nha. Khoan, để mình lấy cái ván gỗ này đã, mình gọi là fit cái cửa lại các bạn. Đây, fit cái cửa sổ lại cái. Đóng cửa được không, để mình xem có ai ngoài đây không.
hết. Ok. Gì đây? Cảm ơn. Bây giờ là ông kêu là ông sẽ đi let me go get some supply. Hãy đi lấy đồ tiếp tế. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Cái ông kêu ông đi lâu quá ta. Ông kêu mình là đợi ông mà nãy giờ chưa thấy gì hết. Hay là mình đi kiểm tra xem như thế nào. Ủa mà ông đi đâu ta? Ê ông kìa. What? Cái này có phải là ông quản lý không sao? Ơi đừng có nói ông này ông là người. Có khi nào đây là kẻ bắt cóc Slenderman không? Hồi nãy bên kia là xảy ra một vụ rồi. Bây giờ xảy ra một vụ mà ông này cũng đứng ngay đây nữa. Để mình lại mình nói chuyện xem như thế nào. Được rồi, nói chuyện với ông coi. Ok. Nghe này. Khách sạn này nó có vấn đề rồi. Đây là người quản lý khách sạn. Đây nè các bạn. Rồi sao đây? Chúng ta cần ra khỏi đây. Tại sao ra khỏi đây? Chúng ta cần gọi cảnh sát chứ. Cái con đó có phải là cái con Nai SCB không? Trời ơi, chạy vì cuộc sống của bạn. Đây là cái con Nai SCB mà. Oh my god, chạy thôi. Yeah. Trời ơi, chạy nhanh không được. Gọi sự trợ giúp. Ơi, làm choáng nó. Ôi oh, ok. Làm choáng bây giờ làm sao làm choáng được giờ? Bây giờ mình lo chạy thôi chứ. Oh my god, no man. Gọi điện lẹ. Wow, chạy thôi, đi theo mình đi các bạn ơi. Cố chạy nhanh chóng đang đến. Đừng các bạn. Ủa, nó kìa. Quay, mình gọi giúp đỡ rồi nhưng mà nó kìa các bạn ơi. No, what? Sống sót cho đến khi trực thăng đến. Ây da, sống sót bằng cách nào? Bây giờ làm sao để làm choáng? Ui, ông này ông bị ngợm luôn rồi. Vậy là ông này không phải là gì nha các bạn. Ông này chỉ là gọi là một người bình thường. No. Chạy. Luồn lách. Ui, nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Sao né được đây? No, please, no, don't please. Don't kill me. No. No, mình cần nhanh hơn nữa. Nhanh lên. Oh my god. Nghe tiếng trực thăng rồi. Yes. Ui, nó chặn đường mình rồi. No. Mình nghe tiếng trực thăng tới rồi các bạn. Nhưng mà sao đây? Get in. Trực thăng kìa. Get in. Nhanh lên. Để tôi. Nó rồi. Đứng nó đợi mình kìa, giờ sao ta? Oh my god, đứng kìa. No. Lên trực thăng nào. Nó đang tới kìa. Lên trực thăng nào. Yo man. Lên không được. Quay quách lên không được chứ. Chạy. Lên trực thăng không được chứ. Oh my god. Tôi đã bị lừa rồi. No. Đây là con Nai SCB. No. Ơi bên mình chạy được. Ai da, lên quá. Chạy nhanh lên. Come on. Trời ơi. Sao mà lên máy bay không được? Lại. Lên máy bay. Đấy, yes. Yêu tìm fan. Bạn đã trốn thoát, để lại những nỗi kinh hoàng của những con quái vật phía sau. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc.